Sử dụng smartphone trong thời gian dài có thể khiến cổ nhú ra đoạn xương giống như chiếc sừng. Nghiên cứu của Đại học Sunshine Coast, Australia cho biết, hiện tượng này là do cổ bị cong do sử dụng smartphone và các thiết bị cầm tay quá nhiều. Các nhà nghiên cứu đã chụp tia X 218 với người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 tới 30. Kết quả cho thấy, 41% trong số này có hiện tượng phát triển xương bất thường tại vị trí cổ. Nghiên cứu của Đại học Sunshine Coast không chỉ cho thấy hậu quả của lạm dụng thiết bị điện tử mà còn là bằng chứng về việc công nghệ ảnh hưởng tới quá trình tiến hóa ở người người dùng được khuyến cáo nghỉ ngơi hợp lý khi sử dụng các thiết bị điện tử để không ảnh hưởng tới mắt tay cổ và cột sống